mình có làm 1.000 việc tốt đi chăng nữa, mình lỡ có một câu nói lỡ, nói lầm, nói sai, người ta chỉ nhớ cái câu đó thôi. Mình có giúp người khác bao nhiêu lần, mình có mang tới bao nhiêu giá trị tử tế gì đi chăng nữa, chỉ một lần mình làm Phật lòng người ta dù là vô ý, người ta chỉ nhớ mỗi cái Phật lòng đó và họ sẽ ghi mãi trong lòng. Cho mình biết là phàm phu nó là như vậy đó. Cho nên mình biết như vậy để mình không có quá chấp, không có quá buồn là sao con sống tử tế với người ta mà người ta đối xử với con như vậy.